Độc nhất Việt Nam chợ dưới công viên sắp bị đóng cửa. Vừa mới đi vào hoạt động được hơn một năm, khu chợ dưới lòng đất với quy mô gần 1 hecta ở công viên 23 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh sắp bị đóng cửa. Mới đây, Văn phòng Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản yêu cầu thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thành Phong về việc quản lý chỉnh trang quy hoạch công viên 23 tháng 9 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất chấm dứt không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng của công viên 23 tháng 9, yêu cầu di dời trước ngày 30 tháng 4 năm 2019. Trước thông tin này, nhiều tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ Sensi Market, chợ dưới lòng đất của công viên 23 tháng 9 rất hoang mang, lo lắng, bởi điều này đồng nghĩa với việc họ phải ngừng kinh doanh buôn bán ở đây chỉ sau 2 năm hoạt động. Theo tìm hiểu, Sensi Market chính thức ra mắt người dân và được du khách du lịch quốc tế từ tháng 3 năm 2017. Chợ rộng 1 hecta với gần 100 gian hàng ẩm thực Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản và hơn 400 gian hàng chuyên kinh doanh giày dép, quần áo, thời trang. Theo thống kê của Ban Quản lý chợ, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 5.000 người tới tham quan, mua sắm và ăn uống. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mọi hoạt động dường như chững lại, nhiều người đã đầu tư rất nhiều tiền để mở gian hàng tại đây, hiện đang hoang mang, không biết số phận mình sẽ đi về đâu. Một số gian hàng đã hết hạn hợp đồng thuê đã chuyển đi hoặc dán thông báo sang nhượng, chứ không thuê lại tiếp vì không biết thời gian được gia hạn hợp đồng là bao lâu. Chị Phạm Tiết Nga bán quần áo tại Sensi Market cho biết, chị đã ban đầu đầu tư hơn 1 tỷ đồng để mở gian hàng tại đây, vừa mới bán quen khách thì nghe thông tin phải di chuyển. Nếu không được tiếp tục kinh doanh ở đây nữa, chị sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do đó chị mong thành phố cho các tiểu thương thêm thời gian buôn bán tại đây để thu hồi vốn. Ngoài việc tiểu thương lo lắng, khách hàng tiếc nuối, những người đứng ra xây dựng quản lý khu chợ này cũng đang đứng ngồi không yên trước một bên là quyết định xóa sổ chợ của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh và một bên là quyền lợi của các tiểu thương. Ông Nguyễn Bình Phương, giám đốc công ty Cửu Long, đơn vị đầu tư Sensi Market cho biết. Trước đây tại các tầng hầm nhếch nhác, một khu vực được sử dụng làm nơi giữ xe vi phạm, một số khu vực bỏ hoang, nhiều đối tượng nghiện ma túy vào đây hút chích. Do đó, khi được thành phố giao cải tạo, sử dụng tạm lại khu vực này, công ty Cửu Long đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng, thiết kế thành một điểm độc đáo cho người dân thành phố, đặc biệt là cho du khách nước ngoài vì địa điểm này rất gần khu phố Tây. Ngoài ra, khu chợ cũng phải giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 500 tiểu thương, trong đó có nhiều tiểu thương trước đây là những người buôn gánh bán bưng trên vỉa hè. Bà Nguyễn Thị Tranh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Sài Gòn Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Sài Gòn Corp, đơn vị trực tiếp quản lý khu chợ, cho biết đây là dự án tâm huyết của công ty cùng với công ty Cửu Long. Bởi lẽ ở Việt Nam, ngoài các trung tâm thương mại ở tầng hầm, một số chung cư cao cấp thì Sensi Market là chợ dưới lòng đất đầu tiên trên nước. Việc phải chấm dứt hoạt động là một điều đáng tiếc. Mặc dù vậy, cả ông Phương và bà Tranh đều cho rằng việc Ủy ban dân thành phố xem xét thu hồi để tái quy hoạch hàng loạt mặt bằng chưa sử dụng đúng mục đích hoặc hoạt động chưa hiệu quả tại khu vực công viên 23 tháng 9 là hoàn toàn hợp lý và cần được ủng hộ. Đơn vị trực tiếp quản lý khu chợ cũng kiến nghị chính quyền thành phố nên xem xét duy trì và mở rộng các dịch vụ tại tầng hầm theo hướng ngầm hóa các dịch vụ hiện hữu tại khu vực công viên 23 tháng 9. Như vậy, vừa đảm bảo được khu vực mặt bằng phía trên của công viên vẫn đúng chức năng mang mảng công xanh công cộng của công viên theo quy hoạch của thành phố, vừa đảm bảo khai thác tầng hầm một cách hiệu quả.